Còn lý do em là sao ế? Làm việc chung với nam nhiều. Em học điện, lớp toàn nam. Em cũng đi chơi với nam. Mấy bạn đó coi em như chiến hữu vậy chị ơi. Mình tên là Tiết Khánh Hưng, năm nay là 29 tuổi. Quê quán thì ở thành phố Hồ Chí Minh mình. Và hiện giờ là cán bộ công chức bên công tác hội chấp đỏ phường. Rồi, bạn gái. Chị, em hơi hồi hộp xíu. Bây giờ cho em có một chút tâm tư của em gửi đến mọi người nha. Nghe vẻ, nghe về tự sự. Một chút tư lự của chính em đây. Đúng quá. Bà hay lắm, bà già hay. Mà hơi rung. Bình tĩnh, làm lại bà. Làm lại được. 2, 3. Hôm nay ghi hình gặp mọi người đây cùng ông Mai Quyền Linh, Cát Tường, bà Mối và bạn cùng chơi. Xin chào tất cả khán giả ghi hình. Em tên Thùy Di. Năm nay bao tuổi? Chúc cho chương trình thêm nhiều cặp đôi. Vâng, em xin giới thiệu, em tên là Hà Lại Thùy Di. Trời, năm nay 29 tuổi. Làm gì cho nó gọn khỏe cho rồi. Trời, vì là vẻ chế nên thế chẳng dần. Nữa hả? Tâm muốn tặng ekip chương trình. Đến đây xin hết. Rồi. Xin hết. Trời ơi, nó khỏe, tụi nó khỏe re luôn vậy đó. Dạ. Di đang làm gì ở đâu? Em đang làm kỹ sư điện tại công ty tư vấn thiết kế điện. Lần gái mà làm kỹ sư điện hả? Hèn chi. Dạ. Quê đâu? Quê em ở Long An. Nhưng mà hiện thì đang công tác tại quận 5 thành phố Hồ Chí Minh. Rồi, bạn trai giới thiệu cho bạn gái biết đi, có về không? Dạ chắc là không. Thì hiện giờ thì đang công tác ở phường. Nói chung là thu nhập thì là cán bộ công chức mà, thì tương đối là ổn định, đủ sống. Nhưng mà có thể nuôi thêm một người thì vẫn ổn. Mình chắc là tại vì mối tình thì chỉ có duy nhất là một. Còn mà làm quen thì cũng nhiều. Tại vì cái môi trường là mình công tác thì mình cũng hay đi cứu trợ này nọ. Thì cũng quen biết nhiều. Cứu trợ mà nó đi chơi ha. Nhưng cái mối tình đó dài không bạn? 3 năm. Lý do tại sao chia tay? Do cái độ tuổi, tuổi tác hai người cũng không có hợp lắm. Cho nên là thì cũng tương đối là nhiều. Tuổi sao mới hợp? Dạ nói chung là thấy mà hợp tính, hợp tình. Thì cái chuyện tuổi tác thì cũng không có quan trọng. Cái vấn đề này là cũng cùng quan điểm với em. Cùng luôn đó hả? Dạ em. Chị thấy... nghe nãy giờ chị chịu không nổi mà em nghe em thấy cùng rồi đó hả? Ừ, lạ ta. Còn lý do em tại sao ế? Làm việc chung với nam nhiều. Em học điện, lớp toàn nam nhiều luôn. Em cũng đi chơi với nam. Mấy bạn đó coi em như chiến hữu vậy chị ơi. Cái gì cũng gọi em tâm sự, kể em như là bạn tâm giao rồi. Chứ không có tiến được tới cái mức nào. Coi như nào. Là mấy bạn dạ, trai với nhau dạ. Hả? Ưu điểm, khuyết điểm của mình? Em thì rất là coi trọng lời hứa. Mọi người mà trễ rồi á là coi như em giận. Khuyết điểm của em chắc là do em nhớ dai. Ai mà làm gì em là em nhớ hoài à chị. Thù dai lắm hả? Dạ không, em nhớ dai thôi. Bây giờ bạn gái muốn tìm một bạn trai như thế nào? Em thì em tìm một người có thể mà lắng nghe được em. Tại em á cũng hay nói lắm. Và nhiều lúc á em cũng nhoi lắm. Chịu được cái tính của nó của em. Và còn một điều nữa, em cũng rất thích đi du lịch. Em đi du lịch bụi thôi chị. Thích đi du lịch bụi không bạn? Bạn trai? Quá thích luôn chị Cát Tường ơi. Nghe nãy giờ là bây giờ muốn kéo màn lên lẹ lẹ. Đâu lẹ vậy ông? Thích người con gái như thế nào? Thì dễ thương, vui vẻ. Thì cái chuyện mà hẹn hò, thời gian thì bắt buộc là phải chính xác. Mình thì cũng hay trên là một chút, nhưng mà trên là thường là sớm hơn. Cũng không thích là chờ đợi quá lâu. Tại vì trong lúc chờ đợi thì nhiều cái chuyện xảy ra mà là bất ngờ. Ví dụ là hẹn với cô này 7 giờ ngồi chờ, 7 giờ cô chưa tới, 7 rưỡi cô mới tới, là lúc đó có 7 giờ 15 có một cô khác đi ngang là đi luôn rồi đó phải không? Đâu có đâu chị Cát Tường. Đang đứng nửa chừng mà cơn mưa xuống là xong luôn. Xong sao? Dạ là ở nhà. Là anh đi về. Rồi bây giờ mình có thể nói. Cô là cô thích. Ưu điểm là thích nấu ăn. Thể mà ai chọc giận mình là mình nấu cho ăn, ăn cho mập. Mà không biết là bạn Di là có thích ăn không ta? Dạ em thích ăn lắm mà. Trời. Thích mẫu người con gái sao? Ngoại hình. Ngoại hình thì cũng dễ nhìn, vui vẻ là được rồi. Môi thì đỏ, người thì đô, nhưng mà nói chuyện nó hơi... Hơi... Dạ sao chị? Hơi dịu dàng chút xíu đó, dàng. Eo lả xíu á. Xác định giới tính chưa? Dạ rồi. Chắc không? Nên chắc. Ai chứng nhận? Đừng nói bạn gái cũ nha.
hít đất nổi không? Dạ chắc không. Có tính xấu gì không? Tật xấu gì không? Thù bạc, nhớ dai. Chết rồi, hai bên là cũng thù như nhau mà nhớ dai như nhau. Bao lâu thì tiến tới hôn nhân được? Hôm nay mà được hẹn hò thì có thể là năm sau hoặc năm tới. Còn nếu mà có tiếng sét ái tình mà đưa ngang qua khán đài hôm nay thì có thể là cuối năm nay. Làm gì chỗ đấu vô đài kêu khán đài. Chuẩn bị gì chưa mà đòi năm nay là đám cưới? Dạ chưa. Người ta nói là những cỏ trao nhau mà thuận lòng cũng chịu. Bậy bậy rồi. Một cúp liều tranh hay quả tim vàng hả? Đúng rồi. Túp liều lý tưởng mà chị. Ông hát bài túp liều lý tưởng cho chị nghe đi. Cứ hát đi bạn. Từ ngày hai đứa yêu nhau mình ước. Gì? Gì vậy? Gì vậy? Cái gì vậy? Gì vậy? Ủa là sao? Gì vậy? Hả? Hát cái gì vậy? Em không biết. Chị làm em bỏ rồi. Bỏ qua đi chị. Làm tôi đứng hình rồi đó. Sao chị? Sao? Nghe hát gì không? Bỏ. Này thợ điện gặp thợ điện quá. À. Dạ, chào anh. Bên kia vui lắm, dễ thương lắm. Hợp đúng không ạ? Hợp lắm á. Dạ. Thích người mẫu người đàn ông lý tưởng như thế nào? Anh Quyền Linh có biết con bay mắt không? Biết. Bay mắt trên Big Hero. Biết. Dạ. Thích bay mắt ha? Dạ. Ôm sướng. Mình có đi với người thân không bạn? Dạ có, em đi với mẹ em. Chào Cát Tường, chào Quyền Linh. Lần đầu tiên gặp thì thấy chú cũng rất là vui vẻ. Tại mình là cán bộ nhà nước mà nói cũng hơi nhiều, cũng dạng dĩ. Cô muốn tìm một chàng rể như thế nào? Chàng rể thì muốn cho con mình hạnh phúc thì đương nhiên là phải hai đứa phải hiểu nhau rồi phải lắng nghe với nhau mới được. Chứ còn người nói một đường, một người làm một nẻo thì cái này là không mang đến hạnh phúc cho nhau. Dạ. Yeah. Nhưng mà với con người đang hiển hiện bên đó, cô dòm thấy cô chấm thang điểm 10, cô chấm được mấy điểm cô? Không bao giờ cô chấm theo ý cô á. Làm sao chấm được? Đúng rồi, cô nói đúng không chấm được đâu, tùy theo người đối diện chấm thôi. Với tôi có thể là chấm 7-8, nhưng người khác chấm 10. Nhưng mà nếu tôi với bạn đứng kế bên cũng 10 được á. Bạn trai mình có đi với người thân không bạn? Dạ, hôm nay đi với chị. Em chào chị Cát Tường, chào anh Linh ạ. Dạ, chị thấy em chị là người như thế nào? Dạ, em nói thì rất là giỏi, biết nấu nướng rồi làm việc nhà rồi giúp đỡ người nghèo này nọ, mấy người già đó. Bạn nữ bên đây xem nào. Cũng dễ thương nè, nói chuyện cũng vui tánh này nọ. Chứ cực xứng với em Hưng. Rồi, cảm ơn gia đình. Bây giờ mình nói vui cho hiểu về nhau thôi. Bây giờ ta đến với những cái giây phút hết sức là thiêng liêng ha. Chưa, từ từ. Nôn dữ vậy. Nôn quá. Bắt đầu. Chào bạn Duyên. Cơn bão tràn về liền. Cảm ơn. Từ ngày hai đứa yêu nhau mình ước. Hồi nãy khi nãy thì chị có nghe là Hưng có thể nấu nướng nấu ăn tốt. Thường là Hưng có hay ăn cơm nhà không? Nói chung là cơm nhà là ngon nhất. Bây giờ là ba mẹ cũng mất hết rồi, thành ra là nhiều khi là cũng làm biếng ở nhà nấu lắm. Thì nấu có một mình ăn à, thành ra là cũng phần lớn là ăn ở ngoài. Còn bây giờ không biết là có ai góp gạo nấu chung hay không. Góp không nổi đâu. Nhưng mà đổ. Nhưng mà như vậy ha, nhìn Di là không biết, Di cũng không có thích ăn cơm, Di chỉ thích ăn thức ăn thôi. Vậy bây giờ nếu như mà ví dụ mà mình tiến tới nhau cứ được hơn ăn phần cơm nhiều, chỉ ăn cơm thôi được không? Không gì mà ăn cơm vậy nhiều mà nữa. Biểu ăn cơm cho nhiều luôn đó hả? Dạ. Đâu mà ăn không chắc bán nhà không. Nói chuyện tình yêu. Khi mà hồi nãy nghe Di có nói rồi rất là nôn là kéo cái màn lên. Nhưng mà khi kéo cái màn lên thì thật sự là cảm thấy Di rất là dễ thương, rất là hợp với sở trường của Hưng. Di thì thấy Hưng là vui, hòa đồng nè, nói tiếp được câu chuyện. Thường á, với người lạ ít nói lắm, thì không có nói gì đâu. Nhưng mà sau này nếu mà như quen á thì có thể là Di sẽ nói nhiều lắm. Như vậy có chấp nhận được không? Cái chuyện mà nói nhiều thì hai bên là bên nói bên nghe thì quá dễ dàng. Như vậy là cũng đã hiểu nhau hơn rồi. Một chút bén duyên. Chúng ta sẽ tiến hành bấm nút hay là không bấm nút. Nghe nhịp đập trái tim của mình đã có cái rạo rực gì chưa? Có thổn thức gì hay chưa? Một. Ông mập mông cũng nhanh quá ha. Hai. Ba.
Trời, làm gọn quá ha. Làm luôn hả? Làm luôn rồi. Bây giờ tôi có một kế hoạch dành cho hai bạn, có một cái lộ trình tập luyện cho nó gọn gọn là chút xíu ha.